Rồi, hai tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái phần mềm bảo vệ máy tính và cả USB mình luôn. Cực kỳ pro các bạn. Rất là hay bạn ha. Phần mềm này có thể là mình bảo mật bảo vệ những cái thông tin tư liệu cá nhân của mình rất là tốt. Những cái thông tin mà những cái tài liệu của mình mình không muốn ai biết, hay những ai đọc cái thông tin, hay ai lấy cắp cái thông tin của mình đó, hay là những cái thông tin hay những cái tài liệu, hay là những cái phần mềm đó vân vân. Ở trong máy tính mình rất quan trọng, do đó thì cái phần mềm này sẽ giúp mình bảo vệ cái máy tính mình tốt nhất các bạn ha. Không chỉ mà nó bảo vệ máy tính là có thể là nó bảo vệ luôn những cái file trong cái USB mình luôn, nó mã hóa luôn các bạn ha. Phần mềm này cực kỳ hay, mình đánh giá rất hay các bạn ha. Rồi thì sau khi tải phần mềm về thì mình giải nén ra thì cái file đầu tiên là cái file cài đặt ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt luôn, rồi bấm cài đặt rất là đơn giản rồi. Rồi bấm cài đặt ha. Rồi mình chọn ngôn ngữ đi. Bạn biết tiếng Tàu thì bạn chọn tiếng Tàu thôi, bạn biết tiếng Anh thì chọn tiếng Anh thôi, mình chọn tiếng Anh, mình không biết tiếng Tàu đâu. Rồi ok, bấm ok, rồi bấm Next. Rồi bấm Next thôi, đơn giản thôi. Cái này nó sẽ bung vô Google RAM 86 ha. Rồi đơn giản thôi đó, rồi bấm Next là ok thôi, chỉ đơn giản thôi. Rồi đây tạo icon cho desktop thôi, bấm Next là xong đó. Rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản để cài phần mềm luôn không ha. Đó, xong rồi đó. Thì nó yêu cầu bạn mình khởi động lại máy tính nè. Thì mình lít có thể là lít khởi động lại sao ha. Ok bạn. Nào restart lại sao. Ok. Rồi. Đó. Rồi, mình thử mở phần mềm lên ha bạn ha. Ok bạn. Rồi. Đó, khi mình mở phần mềm lên thì nó đầu tiên nè. Đó. Nó mình sẽ điền cái password của mình vào. Bạn nhớ điền password vào nha. Password nhớ đừng có quên nha bạn. Rồi. 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 Mình lịch có copy một cái bản password tới vị trí bảo mật nè. Rồi. Sau đó cái quan trọng là bạn sẽ điền cái email mình vô. Rồi, điền email vào ha. Rồi. Đó, mình điền vô. Đó, điền cái email mình lên. Mình vào ha. Đó, nó sẽ có một cái bản copy password gửi gửi tới cái vị trí file dưới đây cho mình ha, cái địa chỉ email mình ha. Rồi đó, lít vô gửi password tới email của tôi ha. Đó, lít ok. Thì bạn sẽ không không bị quên cái password ha bạn ha. Cái password cực kỳ quan trọng ha. Nếu bạn sau này bạn quên password thì bạn sẽ không tháo được cái phần mềm này luôn nha. Do đó bạn nên chú ý cái phần mềm này. Họ bấm ok thôi. Rồi. Đơn giản ha, rất là xong. Rất đơn giản, thành công các bạn ha, rất đơn giản. Đó, vậy là cài mình cài xong rồi. Thì bây giờ cái tính năng phần mềm thì nó có rất nhiều tính năng các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái tính năng của cái phần phần mềm bảo vệ máy tính và cái USB mình ha. Rồi ok, mình mở phần mềm lên ha. Đó, trước khi mở phần mềm nó rất bảo mật thấy không? Nó để yêu cầu bạn phải nhập đúng password vô ha. Đó. Hồi nãy mình đặt password, mình mở password vô mình mới thành nhập được, mình vẫn mở được nó vào nó ha. Đây, cái giao diện nó như vậy. Rồi, đầu tiên là cái vị trí đây, nó bung hết đầy đủ. Rồi mình sẽ gom lại hết đi cho nó dễ nhìn ha. Rồi đầu tiên mình sẽ ở vị trí gọi là local disk. Đây là tính năng của cái máy tính, trong máy tính mình ha có những cái ổ đĩa thì tính năng ẩn file. Đây, tính năng ẩn file thì các bạn đây mình sẽ mở Explorer đây, mình sẽ có thông tin Explorer đây, mình sẽ dễ quản lý đây. Tính ẩn file mình thì trong máy tính thường thường sẽ có những cái ổ đĩa thôi. Đây những ổ đĩa đây và những cái ổ đĩa máy tính đây đó. Đây những ổ đĩa máy tính đây. Đó, đây là những ổ đĩa máy tính đó. Bạn sẽ ẩn file, ví dụ bây giờ mình muốn ở đây là chế độ chức năng thứ nhất là local disk, là trong cái máy tính của mình thì chúng ta sẽ sử dụng là ẩn file là một. Ví dụ chúng ta thích ẩn một cái file nào đó, ví dụ mình nói trong UG đi. UG. Đây. UG mình có cái file dù con mèo đi. Đó đây, tí ti con mèo này đúng không ạ? Mình không muốn ai đọc trộm cái thông tin mình hết, mình có click vô đây, ẩn file, mình ẩn nó. Rồi, mình chọn UG ha. UG. UG. Rồi, hai con mèo không ạ? Đó. À đây coi cái file con mèo đây nha. À, mình cho bạn coi đây con mèo đây ha. Rồi thánh ha. Đó, file con mèo ha. Rồi mình click open. Đó. Đó thì đó file con mèo ẩn không, phải không? Khi mà bạn click file vào đây thì nó đã ẩn, thì cái này bên đây cái mất tiêu file con mèo đúng không ạ?
Rồi bạn muốn bung nó ra ha. Rồi, bạn muốn bung nó ra. Rồi bây giờ bung cái file con mèo ra. Đó, ẩn con mèo. Bây giờ mình muốn cho hiển thị là đích lên cái. Đó. Ê, bạn đích chọn nó cái. Bạn chọn nè. In hidden là không ẩn. Không ẩn nó. Đích cái nó hiển thị ra. Đó, em con mèo hiển thị ra không? Rất là tiện lợi ha. Đó, mình muốn ẩn hiện hiện khi lúc nào nó cũng cũng được hết ha. Đó, rất là tiện. Đó, ví dụ. Rồi. Tiếp theo. Đó là ẩn thư mục. Ẩn thư mục. Rồi tương tự mình muốn để coi mình bỏ một mình tạo một thư mục đi ha. Rồi một thư mục tài liệu mình bỏ gọi tài liệu quan trọng đi. Đó tài liệu này quan trọng mình không muốn cho ai có thể là biết cái tài liệu quan trọng của mình. Đó mình ẩn nó đi, ví dụ đây. Click vô đây. Đó mình chọn file ở chọn folder ha, đây thư mục folder đúng không ạ? Ở trong OG. Rồi mình kéo xuống. Mình lại click vô tài liệu quan trọng mình muốn ẩn đi rồi không mà thấy mất tiêu ẩn ha đó mất tiêu đâu mình thử dùng cái tỷ dụng tính năng coi tính năng ẩn bật cái tính năng ẩn lên review đây đây rõ ràng cái tính năng là có show hidden ha nhưng mà giờ vẫn không thấy cái file ha. Để ví dụ cái tính năng show hidden bây giờ mình thử có một cái thư mục nữa ha ví dụ đây tính năng đây tính năng ví dụ như đây cũng trong máy tính cũng có một tính năng ẩn nữa đây mình sử dụng tính năng hidden của máy tính nào đây cái đó thì refresh nó cái thì ở đây nó chỉ mờ thôi nó không ẩn khi mà mình chọn ở đây nè chọn view nè mình chọn không ẩn này bắt đầu nó mới biến mất nè đó nè các bạn apply cho cái này là cái tính năng của máy tính riêng nha nó chỉ làm ẩn ẩn khi mà ấy thôi còn tuy nhiên khi mình show lên những file ẩn thì nó vẫn hiện thị lên ha còn đối với phần mềm này là nó biến mất luôn hoàn toàn đó nó giấu luôn cái tài liệu bạn có show lên ẩn đấy nó vẫn hiện nó vẫn biến mất ha đó còn bạn muốn cho nó hiện lên nhớ bạn check check vào đây nha còn muốn nào nào check vào đây thì bằng ẩn không ẩn ra nữa anh hai là không ẩn nữa nó hiển thị ra đây thấy không tài liệu quan trọng mình ha các bạn ha đó tiếp theo đó là cái việc ẩn ổ cứng à, đây ví dụ ổ D à, ổ D rất nhiều tài liệu quan trọng cho ổ D mình không muốn người ta thâm nhập vào ổ D hay là bất kỳ ổ D mình lít đây rồi mình chọn một ổ D đi ví dụ ổ D đây lít ổ D bạn chọn ổ D rồi bạn cho nó ẩn rồi ok nó sẽ tắt cái ứng dụng rồi bắt đầu tắt đi ha rồi bắt đầu bạn mở lên rồi bạn thấy rõ ràng không cái OD mình mất tiêu ha bạn này ha đấy đây cái OD mình mất tiêu ha đó mất tiêu OD chỉ còn C với E F thôi bây giờ mất tiêu OD luôn ha rất là hay cho bạn ha nhanh rồi ok bạn cho bây giờ lít bạn cho nó ẩn ẩn lên hiện lên thì lít anh hay đền ok bạn nè nó hiển thị lên rồi không không rất là hay rồi cái đó là tính năng ẩn thì nó có thể tính năng ẩn thì nó có thể ẩn tất cả những cái file thư mục hay ổ cứng trong máy tính chúng ta. Rồi tương tự thì nói về cái tính năng khóa thì các bạn cũng đã hình dung ra như thế nào đúng không ạ? Thì nó có khả năng nó khóa luôn cái file, cái thư mục và cái ổ cứng luôn, không? Ví dụ bây giờ mình thử nè, ví dụ mình khóa file ha. Rồi trong tài liệu quan trọng mình có một cái file con mèo đi. Rồi ok. Mở cái file con mèo lên. Đó, bây giờ mình mở tài liệu quan trọng mình lít cái file con mèo tí ti ví dụ mình khóa lại open. Rồi đây. Đó, cái file con mèo đã được khóa không? Cho một người đó tò mò thắc mắc đó vô muốn đọc thử con mèo là gì. Đó, ok, mở lên. Đó, mở lên. Mở lên nó kêu password. Bạn phải có password bạn mới vào được. Nhập sao password nhập thử đọc lại coi. Rồi. Không được sao password nó cái tẻn phải không bắt buộc nhập sai không không chính xác nó không cho mở lên nào bạn đơn giản rồi ví dụ người này tức quá delete luôn ghét đọc không được delete không nó không cho delete luôn bạn ha delete không cho luôn đó rất là hay các bạn ha đây là bảo mật đây delete không cho luôn nè đó nó ghét quá nó vô thâm nhập vào cái tài liệu mà nó đọc tài liệu nó đọc không được quy ghét quá xóa mình luôn nhưng tuy nhiên xóa vẫn không được các bạn nó không cho xóa luôn không cực kỳ quan trọng các bạn ha rất cực kỳ hay ha đó cho đến khi nè đây bắt đầu mình mới mở cái này lên quên mình mở cái này lên đây unlock mình không không khóa nữa đây không khóa cái file con mèo nữa thì bắt đầu mình mở file con mèo lên hay không mở được ha bạn ha rất hay rồi tiếp theo tương tự lại folder thì khóa folder thì bạn cũng đã biết rồi đó bây giờ mình giả sử khóa cái folder quan trọng đi rồi khóa folder quan trọng đi rồi ok đó rồi folder quan trọng đã được khóa ha rồi một người đó người ta vào vào ổ ổ G rồi đây người ta mở folder quan trọng mình lên
Ồ, nó lại hiện cái bắt buộc, nó không cho mình vào cái folder quan trọng ha. Đó, mình nhập đăng nhập đại này cũng nó không vô được ha bạn ha, chỉ có sensor thôi. Tuy nhiên thì ghét quá, xóa luôn, xóa folder luôn, delete đi, vẫn không được các bạn ha, nó không cho xóa luôn. Đó, nó bảo vệ chúng ta, tài liệu chúng ta cực kỳ hay luôn. Đó rồi, đó tiếp theo đó là cái việc khóa folder ha. Đó rồi, bây giờ mình không khóa folder nữa, mình unlock nó cái rồi xong, mình sẽ mở được cái folder đó, rất hay. Rồi tiếp như tương tự với ổ đĩa cũng vậy, tương tự ổ đĩa thì bạn có thể khóa được luôn ổ đĩa, mình chọn ổ g luôn đi, ổ g luôn đây. Rồi ok bạn, rồi khóa luôn, rồi mình chọn ổ e cái, rồi mình mở ổ g lại đó, nó hiển thị thông báo ha, access to DNA ha, DNA rồi. Nó đã khóa luôn cái ổ g, nó không cho mình vào ổ g hả bạn ha. Đó tính năng đó là folder. Tính năng là tính năng login khóa. Rồi tiếp theo đó là cái tính năng là tính năng bảo vệ. Thì tính năng bảo vệ này nó sẽ cho phép người dùng chỉ đọc trên cái thư mục mình thôi. Đó ví dụ bây giờ đây ha, bây giờ mình sẽ thiết lập cái protect, cái bảo vệ cái này trên cái ổ đĩa đi, cho nó thường mang tính chất ổ đĩa cũng được, cho nó rộng xíu. Đây mình thiết lập trên ổ g, tương tự bạn có thể thiết lập trên file luôn, trên trên folder luôn. Đó, ví dụ bạn có thể thiết lập trên folder tài liệu quan trọng vẫn được, hay là trên ổ đĩa cũng được, tùy bạn. Ví dụ cái ổ đĩa đó bạn không muốn ai ai đụng chạm những tài liệu quan trọng trong một ổ đĩa, bạn click ổ đĩa đây, ok, thì nó sẽ bảo vệ ổ đĩa này, không? Đó, mình nói ví dụ bây giờ tài liệu, bây giờ mình mở qua đây, tài liệu quan trọng trong ổ đĩa này, đây, rồi mình mở vô con mèo, đó, ok. Đó thì người này vẫn cho mình đọc ha, vẫn cho mình đọc ha, vẫn cho mình đọc, vẫn cho mình xem đó. Tuy nhiên người này sẽ chép viết viết bậy vô, hay là xóa sửa tài liệu mình, dạ giống xóa sửa tài liệu mình ha, xóa sửa tài liệu rồi bắt đầu người này save lại lưu lại đó. Họ lưu lại, tuy nhiên thì có thể là lưu lại tất nhiên phải lưu lại ngay vị trí đó, vị trí ngay chị vị trí đó rồi đó, để cho mình không biết rồi replay đó. Vẫn không được các bạn à, nó không cho phép mình chỉnh sửa bất kỳ cái gì ha. Đó người này ghét quá, chỉnh sửa không được, delete luôn, delete luôn, xóa, delete luôn. Nó cũng không cho xóa luôn bạn ha. Đó rất hay, nó chỉ cho mình đọc thôi, nó cho mình mở, cho mình đọc, cho mình xem đó, thậm chí đổi tên thì có đổi tên được không, đi con mèo đi đó, đổi thành con chó, ví dụ con chó được không, đó enter, nó vẫn không cho luôn ha bạn ha. Đó tính năng bảo vệ rất hay, nó giúp cho bạn không, tất cả dữ liệu của mình trong đây không bị mất, delete nè, giờ delete luôn nè, delete vẫn không được các bạn ha. Không, đó cực kỳ hay luôn, là nó bảo vệ mình là nguyên vẹn y y như bản cũ. Rồi bây giờ trong ổ g đúng không, tôi tạo một cái file rồi đó, thư mục rác trống đó, vẫn không được. Có nghĩa là khi bạn set cái protect trong ổ g này thì tất cả các file trong ổ g nó chỉ mang tính chỉ đọc thôi, bạn không được thêm sửa chỉnh sửa hay là copy kép chép gì trong đây hết, đúng không ạ? Bạn chỉ được xem tài liệu trong đây thôi, xem thôi chứ không được làm gì hết, không được đổi tên, không được delete hay không được bất kỳ hết đó. Do đó tính năng protect này rất là hay ha bạn ha. Rồi ok mình sẽ không protect ha, thì nó tương tự vô vậy. Đây là mình list trong cái việc bảo vệ ổ đĩa cho bạn cảm thấy nó rộng hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó bạn có thể là bảo vệ folder hay bảo vệ cái file riêng biệt nào đó, tùy bạn, những cái file nào quan trọng đó, thì chắc chắn là cũng không có ai thể di chuyển được. À mình thử mà lấy một ví dụ rồi, họ copy có được không, bảo vệ ha, mình bấm protect, set protect đi ha, bảo vệ ha. Rồi bây giờ mình thử là mình copy đi, đây tài liệu quan trọng, copy rồi copy ha, rồi mình lấy qua desktop, mình chép qua cái OD đi, mình lấy hay là chép qua vô ổ USB đi. Cái ổ USB mình đây, mình nâng cấp dữ liệu thử có được không. Rồi bắt qua, đó nó cho mình có thể là đọc giống như là mình xem mình lấy vẫn được không. Đó nên là mình là lấy tài liệu vẫn được đó, cái này là nó cho phép mình là chỉ đọc hoặc là lấy ha. Đó thì có nghĩa là cái tuy nhiên thì tao lấy gì tao làm gì, tại là mình chỉ đọc, mình có thể tao đọc, tao biết hết cái tài liệu trong đó rồi, cho đó thì người ta phải copy về. Tuy nhiên thì cái quan trọng là cái tài liệu của mình trong đó thì nếu mà mình cho phép người ta đọc đó, thì mình nghĩ là nó cũng không có gọi là quá quan trọng ha, người ta vẫn thể là ấy được. Nhưng cái quan trọng là người ta không không có phá được bất kỳ cái dữ liệu nào trong trong cái máy của mình hết.
đó, cái rotate này là vẫn có thể là cho copy được ha. Tuy nhiên và chúng ta thử set cái anh rotate để chúng ta thử, hồi nãy quên thử cái việc lock đi, khóa đi ha. Bây giờ mình khóa cái một tài liệu quan trọng này ha, mình thử khóa thì con họ có thể là copy được ha. Khóa đây vô OG lại ha, à, có tài liệu quan trọng đây rồi. Một khóa đầu tiên là mình mở không được ha, tuy nhiên mình sẽ copy được hay không thử coi. Rồi copy ha, sang OD đi cho nó dễ. Rồi OD copy bash đó. À, tuy nhiên với tính năng rõ ràng ha, với tính năng lock khóa thì chắc chắn là bạn sẽ không lấy được bất kỳ điều gì luôn, không đó, lock còn ẩn thì khỏi nói, để ẩn mất tiêu lấy đâu mà lấy, không nó bảo vệ tài liệu cực kỳ tốt luôn đó, tính năng lock tại cái vấn đề mà nãy delete rồi copy mình chưa nói. Copy lấy tài liệu có nghĩa là họ khi mình đã khóa cái tài liệu mình lại rồi thì không có ai mà có thể ăn cắp hay lấy bất kỳ tài liệu mình luôn, ngay cả mở lên delete gì cũng không được các bạn ha. Đó, cực kỳ hay các bạn ha. Rồi đó là ba cái ha, cái hidden trong cái lock trong cái bảo vệ là mình đã giới thiệu bạn rồi ha. Đó, rất hay. Rồi để coi cái này mình mở khóa chưa, lock đây, cái mục lock đây mình phải unlock rồi đó để chúng họ làm việc cũng được. Rồi ok đó. Rồi cái rotate rồi bạn nhớ ha, nó chỉ là cho phép đọc, cho phép đọc dữ liệu nhưng không cho phép chỉnh sửa hay copy, không cho phép tạo gì thêm trong đó hết, nhưng còn bạn có quyền copy ha. Đó, còn khóa là coi như là vĩnh viễn luôn, là không có ai đụng gì được hết ha. Rồi tiếp theo cái tính năng đó là monitor, folder monitor là gì đây, có nghĩa là mình sẽ theo dõi một cái ổ đĩa nào đó, những cái ổ đĩa trên máy tính luôn, đừng nó một cái coi nó người, ai đã hoạt động gì trong đó. Vì nó ví dụ đi, bây giờ mình sẽ add OG vào đó, mình theo dõi OG ha. Đây cái OG là cái ổ mình đang không thích cho ai đụng tới, tuy nhiên thì mình cho bạn, ví dụ cho bạn mình mượn máy tính đi ví dụ như vậy. Nó lại đây, ví dụ như này coi bạn mình ha, lục OG ví dụ như tài liệu quan trọng mình vô xem tài liệu quan trọng ha, vô xem hình con mèo đọc con mèo thông tin. Rồi mở Excel lên ha, mở cái tài liệu Excel lên, ví dụ như đây, mình để đặt tên đây, ví dụ như là ví dụ như dữ liệu bảo mật công ty đi, bảo mật công ty của mình đó, dữ liệu một công ty đi ha. Rồi người này sẽ mở Excel lên coi đó, mở Excel lên coi. Ok bạn. Rồi giả sử người này delete luôn, delete cái dù thấy nhiều dữ liệu quá, dù nhiều tài liệu, ví dụ nếu mà mình có rất nhiều tài liệu đây đi đó, cái thấy nhiều tài liệu bây giờ mình thấy nhiều quá mình đâu biết đâu, cái delete bớt cái delete bớt cái đó, delete bớt cái họ delete bớt một cái nữa, ví dụ như quá giải, mình nói giải bộ nhiều tài liệu nha, tạm cấp bát cho nhanh, rồi delete hai cái tài liệu ha. Đó rồi xong đó, sau đó thì người này đi trả mình lại cái máy, rồi xong thì ok, thì cái tính năng đây bằng click lại chỗ đích cho trên đây, xong đích xuống nó sẽ refresh lại ha, bằng bấm refresh nó sẽ refresh lại ha. Đây thì mình sẽ đọc được những cái tính năng đây, đây rõ ràng ha, mình sẽ đây nó đọc được đây ha. Đây người này đã xuyệt vào xem click vào cái OD mình xem trong OD mình ha, OG mình ha. Đây đó, nó báo cáo lại cái việc mà hành động một cái người đó đã làm gì trong máy tính mình ha. Rồi đó, tiếp theo đây những tài liệu đây, cái đây là có nghĩa là người này đã mở cái tài liệu đã nghe tác động vào cái tài liệu bảo mật của mình đây. Đó là những cái họ đã click vào cái tài liệu quan trọng bảo mật đây. Đó những cái hành động đây đó, những tài liệu đó là có liên quan đến tài liệu quan trọng của mình đó, thấy chưa. Đó thì tuy nhiên á, đây có mục nè, file remove, để giờ bạn sẽ xuất ra, tại vì nó khó thấy bạn sẽ xuất ra. Rồi xuất ra ha, mình xuất ra một cái file dữ liệu bằng OC đi, tại vì lúc nó ta list ta mở nhiều lắm, bây giờ đặt tên là số 1. Rồi tên số 1 ok. Rồi mình sẽ save, không số 1 như có rồi, ví dụ như báo cáo đi, báo cáo. Rồi nó list ra những cái mục báo cáo, sổ ra file xe em đọc cho dễ ha, thì để coi nó báo cáo gì trong cái máy tính mình đã cho người ta mượn. Rồi chỉ báo cáo đâu, và để báo cáo tí ti đây, đây đây đó,
đây là đã họ đã xem trong ORE mình đây đó, họ đã tác động hoặc là mở mở xem cái tài liệu này đây, dữ liệu bảo mật công ty đây đó. Tuy nhiên thì cái này giống như là đây là một chỉnh sửa nha, modify là giống như là có chỉnh sửa trong cái file này rồi. Ở đây tiếp theo đó là đã remove là xóa đi á, xóa đi tài liệu của sale đây, xóa đi OG đây đó. Rồi bây giờ ha, tại nãy đây là lấy dòng mình copy ra nhiều nữa đó, còn không bằng lấy refresh cái tiếp đây, nó báo cáo đó, refresh hết rồi. Remove một file đó là remove là nó xóa đi, di chuyển đi một file ha. Đó, đó để coi nào. Đây. Rồi đây, xóa đi một file ha. Rồi tiếp theo đó là cái USB, đổi USB đây. Rồi, ở USB thì mình sẽ cắm sẵn ở USB đây, USB bằng long ha. Rồi ok. Rồi ví dụ tiếp USB thì mình cũng tương tự, mình có thể ẩn cái file nào luôn. Ví dụ trong cái file đây. Đó. Ví dụ một cái file đó, ví dụ bây giờ mình có một cái đây tài liệu mật đây trong cái USB ha. Đó, mình công thức mình ẩn ẩn cái tài liệu 01 con mèo đi ha, ẩn đi đó, mình hai đợt là mình ẩn nó đi đó, mình ẩn đi thì á, cái ẩn nó đi á, thì nó sẽ đòi hỏi là có cái password, bạn muốn đặt một password khác, ví dụ hay là mà hay là nào để sau này bạn bạn muốn mở lên thì bạn muốn đặt password khác thì bạn đặt không, em đặt ví dụ như 123 cũng được tùy, hoặc nếu không bạn sẽ lít đây, bạn sử dụng cái password mà bạn mở phần mềm này luôn nè, hồi nãy bạn đặt password của cái phần mềm bạn mở lên thế nào thì lít lít sử dụng cái password luôn cũng được. Rồi ok, bạn bấm hai đền đó thì bắt đầu, bạn thấy không, coi đây, bạn coi trong tài liệu trong USB bảo mật nè, nó mất tiêu cái thanh này đúng không ạ, nó mất tiêu hay chưa đó, trong cái một trong cái USB mình nó mất tiêu luôn rồi. Đó, nó mất mất tiêu cái file mà con mèo 01 rồi, được chưa? Đó. Rồi tương tự nếu khi mà bạn bạn muốn nó hiện lên á thì tất nhiên khi mà bạn chọn lít lít đây. Rồi, tiếp chọn cái check nha, check nha, bắt đầu chọn bọn anh hai đình. Đó, anh hai đình. Rồi đó, nó sẽ hỏi bằng password. Đó, password thì bạn sẽ nhập đúng cái password mà mình đã mở phần mềm này lên đó, password vô. Đó, bấm sau. Đó, thì nó trở về ha, nó hiển thị lên không? Đó, hay không? Rồi tiếp theo là cái thêm mục khóa. Khóa thì chắc bạn cũng có thể hình dung được cái mục khóa ha. Đó, mục khóa đây. Thì tương tự ví dụ như mình lít vô con mèo đi. Rồi. Không phải mục khóa mình thử chọn thì tất nhiên hidden thì tất nhiên mình có tính năng là một cái là hidden file. Nói lại cái hidden thì có hidden file và hidden folder. Đó, hidden file và hidden folder không? Đó. Thì hồi nãy mình chia sẻ bằng cái hidden file rồi. Thì hai file folder thì các bạn cũng hiểu được làm như nào đúng không ạ? Ok bạn. Rồi tiếp theo đó là lock là khóa file trên trên ổ USB ha. Đó đi. Rồi bây giờ mình chọn một cái file đó. Bây giờ mình chọn cái file. Chọn một cái file đi ha. Mình khóa thì mình khóa cái file trên trên ổ cứng ha. Bây giờ mình khóa một cái tài liệu mật đây trên ổ cứng đi. Ví dụ đây. Bây giờ trên ổ cứng mình có một tài liệu mật đâu. Là tài liệu mật đây. Rồi, mình khóa cái file con mèo lại đi. Rồi mở lên. Ok. Đây, password đây là mình sử dụng password chủ, là mình vẫn sử dụng password của cái phần mềm ha. Rồi, còn password cho cái người kia người ta xem thì bấm số 1 thôi, password số 1 thôi. Cho khách đó, giống như người mình muốn cho xem đó, thì là số 1 ha. Rồi, ok bạn. Rồi, bắt đầu. Người này sẽ vào ổ đĩa mình ha, vào tài liệu mật mình. À, mở lên. Đó, đây thì có một cái file con mèo đây. Là cái file cái người này muốn muốn xem ha. Thì người này mở lên. Mở phải con mèo lên thì bắt đầu người ta nó sẽ đòi hỏi bắt buộc trong USB mình, nếu người nhập đúng số 1 thì bắt đầu nó sẽ hiển thị cái một cục nè, theo mà nhìn thấy cục hay không đó, kéo xuống tích cho nó không đó, bằng bấm view thì nó sẽ mở mở lên cái một cái đường dẫn cho người này có thể là xem cái thông tin trên đó nè, con mèo đấy không, thông tin quan trọng không phải gì đó vân vân đó. Rồi người này có thể được chỉnh sửa trong đó luôn các bạn ha, nó sao lại ha, rồi chỉnh sửa trong đó được không đó, người này chìa khóa nhưng mà tại do mình có cung cấp password cho người ta mà, do đó thì nó sẽ chỉnh sửa được. Tuy nhiên thì người này đã cho xem rồi mà còn ác ý, ví dụ người này xóa luôn đi, xóa đi, xóa luôn USB rồi xong, mất tiêu luôn của mình luôn rồi, rồi sao đó. Giờ thì cái tài liệu của mình đây, tài liệu mình để chip màu bị xóa mất tiêu rồi,
chơi con mèo rồi sao? Rồi bây giờ bắt đầu mình mới đúc USB vô cái phần mềm mình ha, USB phần mềm ha. Đây cái tài liệu này nè, mình lít vô, mình chỉ unlock đăng cái, rồi mình nhập bắt quạt chủ mình vô, quạt chủ mình vô, mình coi tự khôi phục lại nè, thấy chưa? Khôi phục con mèo mình ha, nó khôi phục tài liệu mình lại không, mà không không bị mất dữ liệu, thấy chưa? Đó, dù cho mình cho người ta có thể là xem được, chỉnh sửa trong đó được, tuy nhiên thì họ xóa đi không được, họ xóa, họ nghĩ họ xóa mất luôn, nhưng mình phải khôi phục lại được, không không mất các bạn ha, đó không mất, không mất dữ liệu. Rồi mình tương tự với một cái thư mục thôi, coi hồi nãy mình làm không được, rồi bây giờ thư mục ha, tương tự thư mục vô ổ g luôn. Đây cái tài liệu mật mình khóa thư mục lại luôn. Rồi tương tự bắt quạt cũng số 1 đi, rồi dấu usb, rồi ok. Rồi lúc này nó sẽ biến thành cái tài liệu mở đó, nó đòi hỏi bắt quạt ha. Rồi mình nhập bắt quạt chủ vô, bắt quạt chủ vô, không có nghĩa mình nhập bắt quạt chủ thì mình sẽ, chú ý nha, khi mình nhập bắt quạt chủ thì sẽ hiển thị một cái file trên đây đó, mình lít đây đó, nó hỏi mình sẽ làm gì, view hay unlock hay là chuyển bắt quạt gì đó, nó thay đổi quạt đây, nếu lít thay đổi quạt thì sẽ hiển thị đây. Đó, mình sẽ thay đổi bắt quật để nhập bắt quật chủ trước đây mình giao vào, mình nhập bắt quật mới vô, xác nhận là bắt quật mới. Rồi đây mình sẽ đổi tên cái bắt quật cho người dùng á ha. Đó còn nếu không thì mình sẽ unlock là không khóa ha, unlock là không khóa nó, nên mình sẽ xem tài liệu mà. Đó, mình bảo mật chỉ có mình mới có thể xem được thôi ha. Thôi bạn chờ xíu nó sẽ khôi phục cái tài liệu mình về. Đó, nó khôi phục cái tài liệu mình về, nó đang unlock. Rồi xong rồi ha bạn ha, đây cái tài liệu mật mình đang nằm đây đó. Đó lúc về mình sẽ mở vô cái tài liệu mật mình được ha bạn ha. Đó là tính năng lock là cái nói chung là chỉ có mình mới vô được thôi, hoặc là khách mình cho phép vô mới vô được thôi ha. Đó là tính năng khóa trên USB ha, mã hóa luôn trên USB luôn. Rồi unlock và mình unlock đi ha, unlock nó à. Cái tài liệu này mình đã không khóa trong USB rồi, do đó thì ở đây thì nó sẽ không còn nữa đâu. Để bằng đóng mở cái effect nó đã chế độ và chế độ bình thường ha, unlock anh không, bằng việc bấm refresh nó về chế độ unlock rồi. Tại hồi nãy là do bạn rút, lúc mà mình đem tài liệu đi á, là mình rút USB ra, mình đã unlock nó rồi, do đó thì nó kiểm tra lại thì nó đã không còn khóa là, do đó thì nó bạn refresh đi thì cái này sẽ cập nhật lại là ở đây là nó chưa có không có khóa nữa ha. Rồi đó là hai tính năng, đó là ẩn file ở trên USB và khóa file trên USB ha bạn ha. Thì tất nhiên ẩn file thì bạn có thể là ẩn một cái file hoặc một thư mục không, ẩn thì các bạn cứ trên USB ẩn file hoặc một folder thì nó cũng giống y hệt như trên ổ đĩa thôi, nó không khác gì nhiều. Đó, nhưng cái nào nó hay ở chỗ là mình có thể mã hóa ngay trực tiếp khi mình rút USB ra mà đi chỗ khác, mình có thể mã hóa đúng theo cái bắt quật mình luôn không? À, vậy rồi tiếp theo đó là cái mục đây là folder share folder, thì cái này nói chung nó chỉ dùng cho mạng thôi. Ví dụ những mạng nội bộ mình đó, ví dụ mình có thể share chai, mình có thể là mình khóa cái thư mục này luôn. Đó nên chờ bạn xuống đây quay đang tìm một cái mạng coi mình có một cái kết nối mạng nào với ai hay không. Đó thì tương tự ở đây thì nó cũng giống như là một cái thư mục thôi. Đó, bạn chờ xíu nó coi cái mạng network mình có cái mạng nào hay không. Đó đây nó có một đường dẫn đây. Đó, cái đường dẫn cái user này là cái ổ mạng mình có thể share cho tại ổ share mình mới có thể set khóa lại luôn. Đó, share khóa tương tự vậy. Đó mình cho có thể bắt muốn vào thì phải có bắt quật của cái máy tính của mình mới vào được ha. Rồi đó à, cái này là sơ thôi. Đó chủ yếu là tính năng của đây, tính năng ẩn khóa và bảo vệ và theo dõi của ổ đĩa. Còn của USB thì có tính năng ẩn và khóa không, ẩn khóa đều có tính năng là của khóa ẩn khóa file và thư mục hết. Rồi tính năng này tính năng mới hay nè, tính năng quan trọng hay nè, đó là tính năng file encryption ha. Có nghĩa là mình đóng gói một cái tài liệu đó ha, rồi mình khi mình có thể mình khi mình xài mình bung ra thôi, rất là nhanh, đóng gói mà SE luôn.
mình nói ví dụ đây, mình đẹp một cái thư mục vào, thư mục vào đây, mình đẹp một thư mục trong UG đi, đây nó có một cái thư mục đây tài liệu quan trọng đi, mình đẹp lại rồi đẹp vào, ok đó, mình đẹp vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói nó lại thành cái dưới dạng file SE đó, như vậy file SE đó, bảo mật nó dạng file SE Excel. Rồi đó, mình sẽ lưu nó, mình muốn lưu nó ở đâu đó, lưu nó vào ví dụ mình muốn lưu nó vào ổ D đi, ổ USB đi, tài liệu mật quan trọng, ví dụ như rồi ổ D, rồi mình chép vô ổ ổ USB mình ha, đó, chứ chép vô xe vô USB, mình đặt tên nó, đặt tên cho nó, ví dụ như là file đóng gói đi, ví dụ đóng gói, file đóng gói, à, ok, bấm save lại, ok bạn. Thì ngay đây nó sẽ cho mình bắt buộc luôn, đây, đó, mình sẽ nhập bắt buộc mình vô, ví dụ mình đăng nhập bắt buộc mình vô số 1 đi ha, đó. Có nghĩa là những cái ai mà cái này mình đóng gói là cái file SE đây, nó sẽ đóng gói cho mình cái file, đây, bạn coi nè. Đó, đóng đóng gói thành cho mình con file, để cái file nãy là gì, đây file đóng gói, đây file đóng gói đây là SE không đó, thì tất cả những tài liệu mật của mình nó nằm trong đây, nó đóng gói là file SE. Ví dụ như khi mình đi chỗ khác cái mình cấm USB vào, bây giờ mình muốn lấy những cái những dữ liệu mật ở trong file đóng gói này ra đó, ví dụ mình đây mình cắt nó ra, mình di chuyển, ví dụ mình đang cấm vô một máy tính khác đi ha, rồi mình bắt vô đây. Đó, bây giờ mình muốn bung cái file ra. Đây, mình đóng mở đóng gói. Còn mình sẽ bung ngay ổ D luôn ha. Bấm OK. Bung ngay ổ D. Đó, thì tất nhiên nếu một cái người lạ thì họ khi mà họ bung, họ thấy một cái gì ở đóng gói cái họ thử, họ tò mò họ lấy ra. Họ lấy ra. Do, nhưng mà sao bắt buộc thì nó không có chịu ha bạn ha. Nó chỉ có mình mới mở được cái file đóng gói thôi. Đó, đây. Em có ổ D đây, đó mình nhập cho đúng mất quật mình vô. Bắt đầu mình nhập đúng mất quật mình vô ha. Đó, thì bắt đầu chỉ có mình mới mở được những cái file bảo mật này thôi. Nó bung ra đây, file đóng gói mình đây. Đó, mở ra. Thì trong đây là cái tài liệu quan trọng của mình theo. Đó, những tài liệu bảo mật quan trọng của mình. Đó, rất hay. Nó sẽ mã hóa một cái file SE, file dữ liệu. Đó, mà mình có thể là mình tắt bớt cái này đó. Nó tùm lum trong một cái file rác mình ra. Rồi. Đó, thấy không? Nó rất hay vô đó. Đó, là nó rất hay, tính năng là tính năng gọi là đóng gói một dữ liệu có bảo mật ha bạn ha. Đó, ok bạn. Rồi, mình remove đi. Rồi, tiếp theo đó là cái file đây. Cái dạng file này là cái dạng file mà mình muốn xóa vĩnh viễn nha bạn. Ví dụ một số cái tài liệu quan trọng của mình đó ở trên mình đang sử dụng ở trên một cái máy tính công ty hay gì đó mà mình hả? Muốn xóa vĩnh viễn luôn, muốn không muốn cho ai là ví dụ hình ảnh nào, một hình ảnh nào đó nó nhạy cảm quá hay gì đó nó không hay, mình muốn xóa vĩnh viễn, không muốn cho ai dùng phần mềm thứ ba để khôi phục nó lại luôn đó, thì mình sẽ làm như thế nào. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình có UG đi, đây mình có một cái tài liệu quan trọng này là ví dụ con mèo chấm copy đi, đó là cái tài liệu này là mình muốn xóa đi là không ai thể tìm được nó luôn, delete mãi mãi luôn vĩnh viễn, thì mình add vô file, cái file vô UG, đây tài liệu quan trọng, đây con mèo copy ha, rồi mở lên, rồi có nghĩa là mình muốn xóa này vĩnh viễn luôn ha, rồi mình bấm delete là xóa an toàn, là xóa vĩnh viễn luôn bạn, đó chọn vô file là mình, đây là mình chọn vô file mình xóa vĩnh viễn luôn, đó xóa vĩnh viễn luôn, rồi xóa an toàn là có nghĩa là không ai có thể là lấy nó ha bạn ha. Đó. Họ đã chọn folder đã remove rồi, an toàn rồi đó, thôi mình sẽ gọi là xóa an toàn ha bạn ha, ok bạn. Còn ở đây là giống như là cái setting là giống như chuyển password thôi đó, bạn có thể đổi password mới không, đổi password mới đó đó, còn khi mà đổi password mới bằng click vô đây là notify tới email là nó sẽ gửi tới email của mình đây, thì cái email của mình đây, email mình là game01long@gmail.com ha. Hay mình đổi password mới nó sẽ gửi email đến mình, ví dụ mình đặt 123 đi. Đó. Đó, đây 123. Đó. Maximum là 6 chữ số. Đó.
Rồi mình bấm chuyển. Đó, đã chuyển mất gọi thành công ha. Bây giờ thử tắt là mình mở lại coi. Rồi mở lại. Rồi bấm thứ 1, 2, 3 lên không? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Rồi đi à, bắt gọi đúng rồi bạn ha. Đó. Hai lần, đó ok bạn. Đó là cái tiếp theo cái setting. Setting. Rồi. Đây là còn đây là cái thay đổi email thôi bạn, bạn nhập cái email mới, bạn xác nhận mình phải chuyển email mới thôi. Rồi, tiếp theo là cái bảo vệ protect. Nè, cái này là bảo vệ là nó sẽ tự động gửi cái thông báo tới email của mình không? Tự động. Đó, nếu cái user sử dụng, nếu mà những cái người mà sử dụng sao vật á nhiều hơn 5 lần thì nó sẽ gửi gửi cái email tự động mình, hoặc là những người nào đó log in vào cái tài khoản cái trong vòng 10 phút á thì nó sẽ báo cái thông tin đến cho mình. Đó. Còn đây là những cái mục ví dụ như là ẩn những cái file này ở trên desktop, trên menu, ở trên quick link hay gì đó, ẩn ẩn trên cái menu mình đó, ẩn cái này nó cho chủ yếu là hai cái này thôi, chỉ mất bọn setting thì chỉ có hai cái này thôi. Đó, ok bạn ha. Đó, thì nói chung là cái phần mềm này cực kỳ hay các bạn ha. Nó chủ yếu nó bảo vệ cái máy tính và cái USB chúng ta cực kỳ ok. Rồi ok bạn, còn đây cũng công cụ y hệt như vậy thôi, chẳng cần gì hết. Rồi video chia sẻ mình về cái phần mềm bảo vệ cái máy tính và USB mình đến đây hết ha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ like hoặc share, ủng hộ kênh. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ.